cần đi gặp gì. Ông này thì cũng thuộc dạng nghiện tiết canh vịt, chuyên đánh tiết canh vịt, tiết canh ngãn ăn này. Mẹ em hôm thèm tiết canh, mẹ mua đúng con vịt về đánh bát tiết canh, còn vịt bỏ vô tủ lạnh. Lấy nguyên bộ lòng. Mất công làm thịt. Tiến nó bảo em là bọn thằng này nó không thích anh vào đâu, nhưng mà AB bắt anh vào. Là thằng đấy nó bảo nó không theo đó. Mãi ơi, là bọn thằng đấy nó không thấy thích anh thì AB nhắn rồi bọn đi được. Muốn anh vào như nào ấy. Thế đó. Việc việc mình làm. À không thì giám đốc kể thì mình cứ đi thôi đúng không? Em mới mua bảo hiểm. Này, thế thì bất xử lên giữa đường đây. Em mới mua bảo hiểm. Ừ. Anh. Ôi, mình không ăn được rồi, đánh ra rồi. Đánh ra là không ăn được. Nó là thịt mà. Ừ. Vậy ông ăn ngan, ông ăn thế đấy chả được. Bỏ em bỏ ra. Thịt. Ơ sao anh đổ thẳng nó vào múc làm gì cho nó khổ ra. Đông cái đều. Thiếu mẹ đây sao? Xin ở nhà mình. Sao mà không ăn đấy làm việc tốt à? Vừa hàng về thì phải hai em bốc mẹ. Mấy người nó bốc đến về tấn hàng gì nhờ? Tấn hàng gì? Hơn 2 tấn. Tấn hàng gì anh? Hàng của anh ấy. Thế mà không gọi alo cho cánh này xuống. À thế à? Khỏe không? Em khỏe. Ngoài em này. Vâng, em. Em vừa hát hát đây. Anh đâu rồi? Thằng em mình đây này. Em vừa hát 3C chỗ nhà anh lên đây. Em biết anh em đi luôn. Quá đẹp. Được chưa? Anh. Chưa. Tôi điện 2 lần cả tôi nghe mấy. Làm gì cái điện số nào? Đi một đi. Tôi đi anh điện số nào? Em đổ đóng đi. Đấy, đấy xe kéo. Làm gì có điện đèn không? Đây bát to nha. Bát to luôn này. Chứ không phải bát bé đâu. Thịt mà con ngàn đánh 5 bát đi cành. Nói vậy. Một con ngan đánh 5 bát tô cành, tiết cành. Vâng, đây là trung.